Thưa quý vị, trong kết luận điều tra phụ bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra xác định vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng bồi thường tổn thất về vật chất là hơn 30,9 tỷ đồng, tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó ca sĩ Thủy Tiên phủ nhận việc mình yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Vậy thiệt hại về tinh thần của một người có giá bao nhiêu? Về mặt pháp lý, nếu hỏi danh dự giá bao nhiêu là không có ý nghĩa, vì danh dự không trị giá được bằng tiền, không có giá trị như tài sản. Để hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết sau đây. Cụ thể hóa khoảng 1 điều 20 hiến pháp, Bộ luật dân sự quy định, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Khoảng 1 điều 34, ở đây, Bộ luật dân sự khẳng định quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín thuộc nhóm quyền nhân thân, tức là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, khoảng 1 điều 25. Vì đây là quyền nhân thân nên danh dự không trị giá được bằng tiền, không có giá như tài sản. Như vậy, về mặt pháp lý, nếu hỏi danh dự giá bao nhiêu là không có ý nghĩa mặc dù không có giá, danh dự vẫn được bảo vệ và việc bảo vệ đã được khẳng định trong hiến pháp và bộ luật dân sự như nêu trên bên cạnh cách thức bảo vệ khác như bảo vệ qua biện pháp hình sự. Hiến pháp bảo vệ danh dự theo hướng người bị xâm phạm được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần, điều 30-31. Bộ luật dân sự cụ thể hóa việc bảo vệ danh dự bằng cách cho phép bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, gỡ bỏ, cải chính, yêu cầu tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng, yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại, điều 34 bộ luật dân sự. Như vậy, có nhiều cách thức bảo vệ danh dự và các cách thức dân sự này là quyền của người bị xâm phạm nên người đó có thể yêu cầu hay không, yêu cầu áp dụng. Khi yêu cầu áp dụng, người bị xâm phạm có thể yêu cầu một hay một số cách thức bảo vệ như vừa yêu cầu bác bỏ thông tin vừa yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hiến pháp ghi nhận quyền được bảo vệ danh dự cho mọi người, còn bộ luật dân sự cụ thể hóa quyền này cho cá nhân. Do đó, cá nhân được bảo vệ danh dự và bất kỳ cá nhân nào cũng được bảo vệ về danh dự, không lại thuộc vào vị trí xã hội, cá nhân là người nổi tiếng, người không hay chưa nổi tiếng cũng được bảo vệ. Hiện nay, một số người nổi tiếng có công ty quản lý, một pháp nhân và câu hỏi đặt ra là pháp nhân như vậy có được bảo vệ về danh dự hay không? các quy định trên trong bộ luật dân sự tập trung vào cá nhân nên chưa có cơ sở áp dụng cho pháp nhân tuy nhiên khi pháp nhân bị ảnh hưởng bởi các thông tin xấu sai sự thật thì cũng có thể được bảo vệ theo một số quy định của pháp luật dân sự đặc biệt là bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm và có thiệt hại phát sinh từ hành vi xâm phạm thực tế đã có bản án chấp nhận cho pháp nhân được bồi thường thiệt hại theo hướng vừa nêu khi danh dự của một người bị xâm phạm, không phải danh dự được bồi thường mà tổn thất do việc xâm phạm gây ra được bồi thường. Người bị xâm phạm được bồi thường tổn thất về tinh thần với mức bồi thường được quy định tại điều 592 Bộ luật dân sự. Theo đó, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Ở đây, khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên tự thỏa thuận và mức thỏa thuận này không bị pháp luật giới hạn, không có giá thị trường về tổn thất về tinh thần nên không có cơ sở để xác định mức thỏa thuận quá cao hay quá thấp nên pháp luật để các bên tự quyết định. Tuy nhiên, thỏa thuận như vậy nhiều khi không tồn tại trên thực tế và lúc này cơ quan tài phán phải xác định mức tổn thất về tinh thần căn cứ và hồ sơ như tính nghiêm trọng của hành vi xâm phạm, tác động của hành vi xâm phạm tới người liên quan. Quy định trên cho thấy khi cơ quan tài phán ấn định mức tổn thất về tinh thần do không có thỏa thuận, mức tổn thất được bồi thường bị giới hạn và chỉ tối đa là 10 lần mức lương cơ sở. Đây là khoản tiền rất ít, nhất là người bị xâm phạm là những người giàu có, nổi tiếng. Bên cạnh đó, việc cho bồi thường tổn thất về tinh thần như nêu trên, bộ luật dân sự còn cho người bị xâm phạm được bồi thường thiệt hại về vật chất. Người có danh dự bị xâm phạm được bồi thường thiệt hại về vật chất như chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu thập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút điều 592. Với hướng này, tùy vào thiệt hại, mức bồi thường có thể cao hơn mức tổn thất về tinh thần nêu trên cộng thêm với tổn thất về tinh thần. Để được bồi thường thiệt hại về vật chất, người bị xâm phạm phải chứng minh được có thiệt hại về vật chất xảy ra trên thực tế và thiệt hại đó có mối quan hệ nhân quả từ hành vi xâm phạm. Trên thực tế, các điều kiện này rất khó được đáp ứng và rất hiếm khi yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, nhất là về mức giảm thu nhập được tòa án chấp nhận nên người yêu cầu phải chuẩn bị kỹ hồ sơ để có cơ hội được bồi thường thiệt hại về vật chất bên cạnh bồi thường tổn thất về tinh thần. Với mức tối đa khi các bên không có thỏa thuận, chúng ta lưu ý hai điểm. Thứ nhất, Mức tối đa này áp dụng cho một người bị xâm phạm, nên nếu một hành vi xâm phạm tới nhiều người cùng một lúc như hành vi chửi cả nhà hay xâm phạm tới các thành viên của một hội đồng thì mức tối đa được áp dụng cho từng người bị xâm phạm. Vì vậy, ví dụ một hành vi xâm phạm tới cả vợ và chồng thì mức tối đa được áp dụng cho từng người, tổng khoản tiền tổn thất có thể lên hơn 10 tháng lương cơ sở. Thứ hai, mức lương tối đa này đang được tòa áp dụng cho cả pháp nhân khi quyền lợi ích hợp pháp của pháp nhân bị xâm phạm như nêu trên. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc nữ ca sĩ Thủy Tiên đòi bồi thường tổn thất tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Thủy Tiên đã đính chính thông tin. Ca sĩ Thủy Tiên cho biết cô không yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường số tiền 14,9 tỷ đồng, cũng không yêu cầu được xin lỗi vì cảm thấy điều đó đã không còn quan trọng. Lý giải về số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất, Thủy Tiên cho rằng đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký. Thậm chí một số đối tác họ còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất. Mặc dù trong sự việc này, bản thân và công ty quản lý không có làm gì sai phạm hay vi phạm đạo đức pháp luật, đó chỉ đơn giản là một lời tố cáo vô căn cứ hoàn toàn là bị đặt của bà Hằng mà gây ra hậu quả thiệt hại kinh tế nặng nề đến rất nhiều bên có liên quan. Từ những thông tin đang lan truyền những ngày qua, Thủy Tiên đã nhờ các cơ quan báo chí đến chính lại thông tin về vấn đề yêu cầu bồi thường của mình trong vụ án này. Liên quan đến vấn đề bồi thường, ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông Hiển. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh không có yêu cầu về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông Linh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm bà Oanh. Bà Đặng Thị Hằng Ni yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bị can và đồng phạm bồi thường tổng thất về vật chất là 30 tỷ 948 triệu đồng, bồi thường tổng thất về tinh thần là 14 tỷ 900 triệu đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh. Ông Huỳnh Minh Hưng yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất do các phát ngôn của bị can đã xúc phạm ông Hưng là 43 tỷ 023 triệu 500 nghìn đồng. Bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm bà Dầu và bà Hà. Thưa quý vị, trước đó như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bà Hằng cùng 4 đồng phạm. Bốn đồng phạm giúp sức cho bà Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp livestream qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, nhà báo Hằng Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thủy Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.